Anh em ăn no chưa? No rồi. No rồi, chào với anh nè. Chào mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Thanh Nhã Vlog. Và hôm nay clip rồi, dẹp anh em ơi. No no no, hiện trường cứ giữ đây. Chút xíu anh sẽ bàn kịch bản cho gần bữa nay anh sẽ cho anh thử lòng nhã mọi người. Cho anh thử lòng. Dẹp cái đi cho. Không, bối cảnh để đây. Rồi, em biết mày cho anh sao luôn rồi đó. Sao vậy anh ấy? Thử lòng anh vô dẹp hết mấy đống này luôn. À, em biết rồi, biết rồi. Cho anh ăn đồ cặn đồ hư chứ gì. Không có. Hôm nay là anh cho anh một cái là mấy đứa là lúp xúp luôn rồi mọi người. Cùng đón xem cái màn cho anh mình. Giờ nhờ anh Huy với anh Tí ra ngoài giỏng cậu Năm nằm đi. Rồi, rồi ok. Bây giờ tôi nè, giờ cầm máy giùm anh ra to. Ok. Tự nè, anh chưa có bạn kịch bản nha, đúng không? Giờ mình điện nhãn cái tự nhiên mấy đứa này biết kịch bản liền. Nè, coi nè, đi ngủ à. Ngủ ăn thôi, anh để thôi. Dễ vậy. Ngủ anh thôi. Anh no chứ đừng ngủ. Nhã ơi. Nhã ơi. Hả? Gì anh Thuận? Em về tới đâu rồi Nhã? Em về gần tới rồi, gì vậy? Em chạy thẳng vô chòi luôn đi Nhã ơi. Vô gì nữa chạy. Dành nó bắt nấu mồ ăn cái gì mà giờ anh em ngồi đọc hết trơn rồi Nhã ơi. Lẹ đi Nhã, phụ anh Nhã ơi. Lẹ lẹ lẹ. À rồi rồi rồi, vậy trời, nó nói đây đi. À nói vậy đi anh Nhiên. Anh bày trước luôn đi. Anh bày trước. Bây giờ anh điện cái là mọi người biết luôn. Thôi giờ đã có quay lại đi, hồi nó vô tới bây giờ. Nhưng mà cái màn con này nha, mọi người phải coi hết mới được, tại vì thử lòng này là thử lòng một cách khác chứ không phải là thử lòng như hãm gài thử anh em. Cách này nó dữ nè. Đặt góc quay giùm anh đi Toàn. 1 minute later. Rồi anh em ơi, mấy góc quay đặt rồi. Xong chưa? Okay, không rồi. Anh em ngồi nha, ngồi nói chuyện nha, mà Nhã vừa ban vô bắt đầu rồi cái bài nãy anh chỉ đó nha. Vô đi. Đi chạy nha. Ok. Cái gì lụm đó. Góc nào có chia góc rồi chưa? Hai mai em nằm để nằm đó cho. Ngồi đây đúng rồi. Thì bỏ gì anh hỏi. Để anh coi lại coi. Chỗ nào? Chia đi, anh chia cho. Chia sao đây? À, bé ba xích từ đây đi. Nằm đây phải không? Rồi Toàn ở đó là Toàn lặt qua luôn á nha. Toàn lặt cỏ luôn á. Có. Rồi. Em ở đây hả? Ok. Thấy em không? Không thấy. Từ cây này qua đây nè, dẹo nằm ở đó đó. Nằm ngay bàn cửa luôn đó. Anh với Dạch ngồi đó luôn đi. Anh ở đây. Đúng không? Anh ở đây. Đây. Em ở đâu? Đi ngồi bàn hả? Đang kế anh đi xem. Ba ngồi nha, ba đâu? Sang cơm bình thường. Đâu phải ô. Ai cũng ngồi đấy, không ngồi đó. Chuẩn bị nè, đi nấu không? Một chút là hước, nhầm lặt xuống tắt luôn. Phải chừng nào nhả vô là mấy đứa lặt trước á, mấy đứa đâm bụng vậy đó. Ừ, vậy đó. Rồi em nói gì? Lá cuốn hồng đúng không? Đây để ý là vô chưa nha. A few moments later. What the hell? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Từ từ đó ba, từ đó ba. Gì vậy Phước? Ngộ độc hết rồi. Đi. Ngộ độc hết rồi. Anh không biết sao nữa. Giang. Sao nói? Anh em cái gì vậy Giang? Đi theo tôi. Làm cái gì nói coi, rõ ràng coi. Đi theo tôi. Đem dân lưới xong rồi. Dính cá đỏ. Em có hả không anh? Sao mày? Ngồi dậy. Ngồi dậy. Nghe tới tù rồi chứ. Tù cái gì? Đưa mấy đứa đi bệnh viện kìa. Đi. Ngồi dậy lên xe lên dậy nào. Ngon quá, mấy anh em sống nấu ăn. Ăn ngồi sau mới nói gì. Cá đỏ là cái gì? Có biết không? Anh hết rồi. Cứu em nhà, tao chung sớm rồi nhà.
ơi. Anh lớn tuổi rồi, vợ còn con nữa. Chạy vô chạy. Mày ngồi góc gì góc hoài vậy?
Chở nó đi. Đi không được rồi. Khiên nó lên coi. Đi. Ghé mấy bời, giúp ba mấy bời. Vợ con bị tao nuôi được mấy bời. Anh bị điên cái gì vậy? Anh tỉnh lên coi. Anh sợ quá rồi chứ. Trời chứ. Anh sợ ở tù rồi bỏ ba bố mẹ chứ. Ừ, anh chở nó đi với em nè. Sợ quá, nó không dám đi đâu. Sợ cái gì mà sợ, anh để nó c*** đi với ấy á. Đi không? Đi không? Mấy ba nó nặng nhất, nó ăn cái bụng. Gì mới đâu danh? Trời ơi. Thầy út rồi. Ông Hassan sẽ xem lại băng hình. Bốn năm thằng dãy nhã không biết lo cho ai thôi. Thằng nhã. Thằng nhã. Nhã ơi, con lũ về hạnh bấm bây giờ nha nhã. Về nhà chưa kịp ăn uống nữa. Có chừa miếng nha. Anh có chừa mày miếng đồ kho chấm nhớ ăn uống đầy đủ nghe. Có lo lắng đó, có lo lắng. Có lo lắng. Có lo lắng. Có lo lắng, hồi đồ ok đó. Ba này đi ra nó quẩy mấy lọt. Trời ơi, thằng nhà. Giới thiệu dép gì kỳ vậy nhà. À, cái lô hàng này đợt làm theo yêu cầu của mấy bạn ở trên đó, có làm luôn hai đô bình chanh. Mở đôi mày. Giỡn cái gì đâu mà kỳ cục trời. Có làm luôn hai đô bình chanh. Giỡn gì kỳ thôi trời. Có tôi ngồi tôi khóc mà không chết vậy. Không phải, ấy hoạt động chỗ tiêu cơm. Đổ ngồi hậu phẹt luôn á trời, làm gì đâu á. Chết. Bà nãy bị nặng thiệt. Mấy anh em cầu đưa thấy nha. Ơi, bậy mày. Ơi, đừng chút vậy nha. Cái bà nãy là nó sưng nó ương luôn á. Má nhìn cái trời thiệt chứ không, cái bụng thiệt. Giờ nó không xin mà vợ con em nuôi được nha. Bây giờ tưởng cùng gì đó anh em vậy rồi khóc hoài vậy. Chứ làm gì giờ đó cho anh phải làm vậy chứ. Tưởng anh điên rồi chứ. Tao quýnh anh luôn á. Tao mà đứng vậy là hết phim. Tao mới ngồi vậy mày làm không nổi mày mới còn phim. Mồ hôi đổ đầy luôn á này. Hẹn. Ok á, ok mày nhận ok đó. Trời gì đâu mà vô vậy. Cảm ơn tất cả anh em đã phụ anh Phương clip này. Hồi nãy đã thấy à, không đã ngộ độc mà mặt ngoài không có gì hết lại nghi nghi rồi mà nó dãy quá chạy dãy. Quảng. Em quảng thiệt á. Bây giờ nè bắt đầu là nguyên tem nè, súm là chở dẹo đi coi chụp xương hàm nè. Sao vậy? Nãy cái thường nãy độc nó bị chướng bụng không nó bị quay bị luôn à. Xin lỗi bả. Cái nhả luôn, nhả cho nguyên cái nó hủ. Còn lâu à. Hồi nãy cần súc á. Đang súc nó mạo hiểm á. Súc
đâu. Có. Có nè. Rồi tính cái bill này luôn cho Nguyễn Thanh Nhã luôn mọi người. Tính cái bill này cho Nguyễn Thanh Nhã. Quản cái trời không nhớ gì luôn. Có một gì hoài vậy anh Vương? Cho quay clip cho không cho quay. Mẹ rồi. Anh quên nữa. Anh là bộ của mày. Quên anh em mình một phe mà ta. Rồi xúm vô coi. Xúm vô. Xúm vô. Ngực xích nè. Xúm vô ngồi. Bé Ba qua đây ngồi đó ba. Để anh chụp thumbnail luôn. Mày muốn mình đặt lại với tường sáp. Ê, hồi sáng trong trời nè, có con bướm bay vô. Tưởng lấy về không à? Tưởng cưng về không? Vô đậu tay anh đi. Sao nè, đâu mày để tay vậy, mày để tay vậy. Rồi đứng dậy. Quẹt cái dầu ơi. Cảm ơn rất nhiều. Ok.